Cảnh báo cho những ai vẫn đang sử dụng phần mềm không gian nào để đổi tên màu thì sẽ bị khóa nick một ngày hoặc một năm nếu tái phạm. Nên từ giờ coi như việc đổi tên màu hay bot skin trên Lullabug sẽ bị khóa một ngày nếu đây là lần đầu. Vậy có cách nào để đổi tên màu mà không bị khóa nick không? Xin thưa với các bạn là có, vì mình đã có cách đổi tên màu mà không cần sử dụng phần mềm không gian nào. Mình không thể làm video chia sẻ cách làm như trước kia được, vì nếu làm vậy sẽ bị gà rán phích lại ngay. Nên bạn nào muốn đổi tên màu thì nhắn tin qua Zalo cho mình. Mình sẽ đổi miễn phí cho 10 bạn sớm nhất và điều kiện là phải đã đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, mình là Sơn Đáng Yêu.